chúc cái nhà buổi tối tràn đầy năng lượng nha, tràn ngập tiếng cười và tràn ngập tình yêu thương. Xin chào Ngọc Huyền. Xin chào bạn Hòa Thắng. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối tràn đầy năng lượng, tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười nha. Hôm nay chúng ta thì chúng ta cũng đi cái hành trình phép nào màu này là 28 ngày ha cả nhà. Mà chúng ta đã đi qua hết 7 ngày rồi. Hôm nay tới ngày thứ 8. Thì cái ngày hôm qua là thoát khỏi cái 7 cánh cửa tiêu cực. Cánh cửa thoát khỏi cái sự tiêu cực. Thì cái nhà mình hôm qua có ứng dụng được gì không à? Khi có những điều mà bất như ý đến với mình á, mà mình cảm thấy biết ơn á, và thật sự biết ơn á, thì nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được, giúp cho mình tốt hơn. Ví dụ như là khi mà có cái chuyện gì mà không vui đến với mình, mà mình biết mình phải nhìn cái góc tích cực, mình nhìn theo cái góc cái chiều tích cực, thì nó giúp cho mình sẽ thay đổi được, sẽ chuyển hóa được cái chuyện không vui đó. Và mà cái cảm xúc đó thì cái cảm xúc tiêu cực thì nó sẽ dần dần nó dịu lại ha, cái cảm xúc tiêu cực nó dịu lại. Đó là cái ngày hôm qua là nó thoát khỏi cái sự tiêu cực đó, là cái bài của ngày hôm qua. Là vì khi mà mình có cái lòng biết ơn á, thì nó sẽ giúp mình cải thiện được trong tất cả các mối quan hệ luôn. Khi mà cái mối quan hệ của mình giống như có người bạn á, là chuyên môn á, than phiền với mình là sao, chồng của bạn ấy hay là nhậu nhẹt suốt, mà bạn ấy biết á, là cái bây giờ nhậu nhẹt rượu chè là nó không có tốt cho cơ thể, mà bạn ấy cứ khuyên hoài là vậy đó. Nhưng mà chồng của bạn ấy đâu có nghe, càng nói thì càng có chuyện. Rồi hãy anh ta nhậu thì bạn mình nói, bạn mình cứ là về cứ cằn nhằn, rồi hai người là cứ cãi lộn với nhau, cứ là không có bao giờ mà vợ chồng vui vẻ hết. Tại vì sao? Tại vì hả, anh này thì không có hiểu ý vợ, thì lo lắng cho, là lúc nào cũng khuyên nhậu nhẹt thì nó mất sức khỏe, nó vừa hay là không được vui nữa ở nhà. Cho nên là người vợ cứ khuyên như vậy mà người chồng thì không nghe. Nhưng mà khi mà lại nói với Lý thì Lý cũng chia sẻ là bây giờ là bạn về, bạn hãy viết, bạn hãy viết cái lòng biết ơn, viết cái lòng biết ơn đi, viết cái lòng biết ơn, tìm những cái điều tốt của anh ta, là mình ghi ra những cái điều biết ơn. Và mỗi một ngày thì mình ngồi, mình không nói gì hết, khi anh ta đi nhậu về thì mình cũng không có cần nói cằn nhằn, hay là mình không cần gì hết, thì tự nhiên anh ta sẽ chuyển đổi. Mà thật sự nha cả nhà, rồi mình chỉ bạn mình làm như vậy, chỉ mới trong vòng có 3 ngày thôi, là hả, bạn mình kể đó, là chồng của bạn ấy hả, là bây giờ tự nhiên là không thích nhậu nữa. Về nói với vợ luôn, nói là bây giờ từ đây trở đi là anh không nhậu nữa. Nó tự nhiên là bị nhậu vô, cái là bị các vấn đề về sức khỏe đó, là nó chưa khỏe đó. Giống như có bữa thì bị nhậu vô rồi cái ói mửa rồi nhức đầu, rồi nói chung là nhậu vô là cái sức khỏe nó không ổn đó, nó không tốt đó. Thì từ đó tự là viết lòng biết ơn á, là mình chỉ là chỉ cần mình viết lòng biết ơn, mình tìm những cái điều tích cực. Cái lúc mà anh ta nhậu nhẹt là những cái lúc đó mình không có thấy vui, anh ta cũng không thấy vui, rồi mình bỏ qua cái khoảng đó, mình quay ngược lại, mình tìm ra những cái gì mà tích cực đó. Giống như là trong cái lúc mà anh ta sáng giúp mình là làm gì, đưa con đi học, hoặc là sáng anh ta giúp mình quét cái nhà cũng được. Đó là mình tìm những cái điểm tích cực của anh ta ha. Cái bắt đầu mình ghi ra cái lòng biết ơn là tôi biết ơn chồng của tôi, vì hôm nay chồng của tôi đã giúp tôi làm cái việc này, chồng của tôi đã giúp tôi đưa con đi học. Đó, mình tìm những cái điều mà tốt về anh ta, mình ghi ra cái lòng biết ơn. Thì ngày qua ngày thì tự cái lòng biết ơn của mình nó sẽ chuyển hóa cái cảm xúc cho mình cảm thấy mình yêu anh ta nhiều hơn, và anh ta cũng vậy, anh ta là anh ta cũng vậy ha cả nhà ha. Cái gì vậy? Xóa cái gì đây? Bình luận xin lỗi cả nhà nha.
Rồi tiếp tục nha cái này. Và anh ta hả là bắt đầu mới có 3 ngày thôi là bạn bạn mình nó gửi lời, nó lại nó gửi là cảm ơn luôn, cảm ơn Lý. Nó nói ha là chỉ có 3 ngày nó viết, mỗi một ngày nó viết ha là mười mấy điều, kêu bằng là mình suy nghĩ về anh ta là cái điểm nào tốt thì mình cứ viết ra, mình thấy điểm nào đáng yêu thì mình cứ viết ra đi, mình viết ra mà mình không cần nói gì hết, mình cứ viết ra rồi cái mình cảm nhận, mình hình dung, mình tưởng tượng là anh ta sẽ thay đổi như vậy đó, là đúng như là nó kể đó. Là chỉ có 3 ngày anh ta về, anh ta nói là bây giờ nhậu mệt quá, nhậu vô thì ha nó bị cái sức khỏe nó không tốt nè, rồi mình mẩy nó cũng mệt mỏi, nó cũng bị uể oải nữa. Thì anh ta nói thôi từ nay anh cũng nghỉ nhậu rồi. Ôi ha, nó chia sẻ với mình mà nó mừng hết biết lớn luôn. Ở nhà ai mà có ở trên đây ai đang xem nè, mà chồng mà có đi nhậu như vậy đó thì mình nó hả thực hành cái lòng biết ơn ha cả nhà. Cái đó là mình thoát khỏi được cái sự tiêu cực luôn, mình thoát khỏi được sự tiêu cực mà mình cảm hóa được người chồng của mình luôn đó cả nhà. Quá vi diệu không cả nhà, lòng biết ơn. Khi mà mình biết ơn đó thì nó sẽ thay đổi mọi hoàn cảnh. Khi mà mình có cái cảm xúc mà biết ơn đó thì mọi cái sự tiêu cực nó sẽ dịu lại và nó sẽ chuyển hóa luôn cả nhà. Và cái lòng biết ơn này là mình biết mình sử dụng đã cũng mấy tháng rồi và nó rất là hiệu quả luôn. Có những lúc mà mình mà cảm thấy không vui á thì mình ngồi xuống mình ghi lòng biết ơn, mình nói tại sao hôm nay mà mình không được vui là lý do gì đó, mình ngồi xuống mình xem lại mình và mình ghi ra lòng biết ơn thì nó sẽ là từ từ nó sẽ chuyển đổi cái cảm xúc, là nó giúp cho cái năng lượng mình cao hơn. Vì trong cái lòng biết ơn, vì cái lòng biết ơn là cái năng lượng đỉnh cao nhất, cho nên nó có thể chuyển hóa mọi cái điều không vui không tích, nó sẽ chuyển hóa. Và trong cái cuộc sống á, thì nó có rất nhiều điều tiêu cực đúng không đó nha. Mỗi một ngày á, hả là cái cảm xúc của mình á, nó có là bao nhiêu cái suy nghĩ, mà suy nghĩ á, là nó làm cho mình bị hao cái năng lượng, và cái lòng biết ơn nó là nó tiếp thêm cái năng lượng cho mình. Bởi vậy hả là mình khi mà mình thực hiện cái lòng biết ơn á thì luôn luôn là nó sẽ giúp cho mình có một cái năng lượng đỉnh cao, và mình sẽ thu hút những điều mà tích cực, những điều tốt đến với mình đó. Cho nên nó là mình hả bắt đầu mình mỗi ngày mình phải thực thi cái lòng biết ơn ha cái nhà ha. Cái nhà xem thấy hay á thì chia sẻ cho bạn bè ha, hoặc là ấn vào follow Lý nha. Mỗi ngày Lý like trên kênh TikTok này là 19 giờ 15. Xin cảm ơn các bạn đã follow Lý ha. Cảm ơn các bạn đã thả tim, thả bông, thả hoa cho Lý ha. Cảm ơn rất nhiều. Và cái sức khỏe cũng vậy, bạn có biết ơn cái sức khỏe của bạn không? Bạn có biết ơn sức khỏe của bạn khi bạn khỏe mạnh, bạn có biết ơn không? Hay là bạn đợi tới nó bệnh rồi á mới quay lại hỏi tại sao nó bị bệnh, là do nhiều ngày mình không biết ơn, không biết ơn với cái sức khỏe của mình. Cái trái tim của mình nó một ngày nó đập là bao nhiêu, mấy trăm ngàn nhịp, mỗi ngày nó làm việc là 24 trên 7 luôn hết nha, nó làm việc như vậy đó, mà mình có biết ơn chưa, có bao giờ mình biết ơn chưa? Bởi vì khi đến một ngày nào đó nó không khỏe nữa thì sao, đó là do mình thiếu lòng biết ơn, mình thiếu lòng biết ơn với nó. Trước đây là mình cũng không có biết, mà mình học bên thầy Tâm Nguyên, là ông thầy Tâm Nguyên nói về cái trái tim, hình như là mình thiếu cái sự biết ơn đối với cái sức khỏe mình rất là nhiều, vì mình không có biết giữ gìn nè. Thứ nhất đó là mình ăn uống cũng vậy nữa, mình không có biết quan tâm đến cái chế độ ăn uống của mình để mà cho cái sức khỏe mình nó tốt. Mình thích cái gì thì mình ăn cái nấy, có khi là mình ăn quá đà, ăn tới mà chịu không nổi, ăn tới mà nó là hạt, là cái đó là mình không biết ơn cái sức khỏe của mình đó cả nhà. Và bây giờ thì mình phải bắt đầu, mình phải tìm hiểu và mình phải biết ơn mỗi ngày. Và mình bằng cách nào? Bằng cách mình có thể là mình vào đồng hành cùng với nhóm Lý, là bên nhóm Lý là có cái nhóm cũng rèn luyện thân tâm trí và chỉ cho mình cái cách ăn uống luôn, cái cách ăn uống như thế nào là tốt cho cái sức khỏe, ăn uống như thế nào để giúp cho mình có cái mình phải rèn cái tầng cái năng lượng nữa, giúp cho mình hả là khỏe mạnh nè. Và cái không không những mà khỏe mạnh đâu mà còn phải có một cái trí sáng nữa, và cái tâm tốt nữa. Xin chào bạn Châu Mỹ, xin chào Ngọc Châu nha.
Cảm ơn các bạn đã vào, các bạn đã follow Lý ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hôm nay thì chúng ta bước qua cái ngày 8 là gia vị nhiệm màu ha. Cái ngày 8 là gia vị nhiệm màu. Đã câu đầu tiên nó rất là hay luôn nè cả nhà. Một trái tim vào lòng biết ơn thì luôn được thưởng thức những bữa tiệc linh đình. Quá hay luôn cả nhà. Đó, một trái tim biết ơn thì luôn luôn được thưởng thức những bữa tiệc linh đình. Đó là gia vị nhiệm màu. Thức ăn là một món quà. Thức ăn là một món quà đúng không cả nhà? Đó là món quà của tự nhiên. Bởi vì chúng ta không có gì để ăn nếu tự nhiên không cung cấp đất đai dưỡng chất và nước để tạo ra thức ăn. Nếu không có nước thì sẽ không có thức ăn. Và không có thức ăn thì không có cái sự sống. Đúng không cả nhà? Và nước đó, nó sẽ cung cấp cho sự sống cho cái sinh vật, thực vật hay là động vật và cả con người của chúng ta luôn. Vì thế chúng ta khi chúng ta uống nước chúng ta cũng phải biết ơn nước. Vì nước đó, có thể, nước mà giúp chúng ta để nấu nướng nè, trồng trọt nè, làm vườn nè, tắm rửa nè, bảo trì các phương tiện, hỗ trợ ngành y tế và công nghiệp sản xuất nữa, đúng không cả nhà? Tại vì khi mà mình uống nước mình cũng phải biết ơn nước. Đó, khi mà mình cầm ly nước lên thì mình phải nhìn, mình phải tập trung cái thân tâm trí luôn thì mình sẽ biết ơn nước. Và khi mình uống vào thì cảm thấy nước nó rất là ngọt. Nước nó rất là ngọt và nó giúp cho mình hả thanh lọc được cơ thể nha cả nhà. Khi mình nhìn vô thì mình đã cảm ơn nước. Vì nước đã giúp cho tôi thanh lọc được cơ thể nè. Giúp cho tôi có nước để nấu nướng nè. Để giúp cho tôi tắm rửa nè. Tôi cảm ơn nước. Cảm ơn dòng nước. Và nước giúp cho mình trong cái quá trình vận chuyển nè, xây dựng nè, sản xuất nè, bất cứ các sản phẩm tiêu dùng gì cũng phải là có nước. Gia dụng nào trên thế giới này cũng phải có nước. Tạo nước tạo ra nhựa, tạo ra thủy tinh nè, tạo ra kim loại, nước tạo ra các loại thuốc nữa. Bởi vậy vì thế mà mình phải biết ơn, mình phải biết ơn nước. Nước thì nước giúp cho chúng ta duy trì được cái sự sống nữa. Là dòng nước nó vô cùng quý giá luôn ha cả nhà ha. Nếu trên thế giới này không, nếu trên thế giới có phép màu thì phép màu ấy tồn tại trong nước. Đó là cái câu nói của Lauren Eastley. Và chúng ta sẽ ra sao nếu không có thức ăn và nước? Đơn giản là không thể tồn tại rồi. Không có người thân, không có bạn bè luôn. Và không có hôm nay cũng không có ngày mai nếu mà trên cái trái đất này không có nước. Bởi vì thế là mình phải cảm ơn nước. Mình phải biết ơn. Mình phải biết ơn từ những cái cây rau, những cái ngọn cỏ, những cái trái cây luôn. Khi mà mình cầm tới cái vật gì thì mình cũng phải biết ơn. Mình phải biết ơn cái người mà đã làm ra nó. Và đây, bắt đầu và chúng ta đi vào cái gia vị nhiệm màu. Là đến với cái trang đầu tiên ha, là cảm ơn thức ăn trước khi dùng một bữa ăn, một truyền thống từ nhiều nghìn năm trước, bắt đầu từ thời Ai Cập cổ đại. Với cái nhịp sống tất bật của thế kỷ 21 thì việc dành thời gian để cảm ơn bữa ăn dường như đang bị quên lãng. Hồi trước đây là mẹ Lý là thường trước khi ăn cơm là bà hay bưng cái chén cơm lên xá ba xá là cảm ơn đó, mà mình đâu có hiểu, mình đâu có biết đâu. Đó là biết ơn đó, là cảm ơn những người đã trồng nên cái hạt lúa và tới mình là có cơm để mình ăn. Trước đây trước cái thời mà trước cái thời trước khi mà Lý được sinh ra thì Lý cũng được nghe kể lại là trong cái thời gian là trước năm 75, thì Lý sinh năm 76, thì trước cái năm 75 là không có gạo ăn luôn cả nhà. Là ba với mẹ Lý kể lại là trong cái quá trình đó là ăn cái kia bằng cái hạt bo bo gì đó, ăn thế cơm luôn á cả nhà. Nó cho nên hả là sau này là khi có cơm ăn là mẹ Lý hay cầm chén cơm trước khi ăn là xá ba xá vậy đó mới ăn. Đó là cái lúc đầu lúc hồi Lý mà còn ở chung với mẹ thì cũng có làm theo. Tới sau này lớn có gia đình cái ở riêng cái riết thì từ từ quên mất cái hành động đó luôn, quên luôn cái lòng biết ơn đó luôn. Nó cho nên là bây giờ đọc tới đây thì Lý cũng nhớ lại. Đó là mình phải biết ơn
những cái bữa ăn. Trước khi ăn là mình phải biết ơn, nhưng nếu mà thực thi lòng biết ơn trong những cái hành động cơ bản ăn và uống, bạn sẽ được gia tăng phép màu trong cuộc sống lên đáng kể đó, thấy không? Nếu mà mình chỉ cần biết ơn cái mỗi cái bữa ăn thôi là nó sẽ giúp cho cái phép màu trong cuộc sống mình tăng lên đáng kể. Khi mà mình biết ơn cái bữa ăn thì mình sẽ có nhiều cái bữa ăn ngon hơn nữa cả nhà. Và mình ăn vào thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể mình nó được khỏe mạnh, nó giúp cho cái cơ thể mình nó được mỗi ngày thì nó được khỏe mạnh, nó tốt hơn. Có nhiều khi mà mình không biết mình ăn những cái món nó kỵ nhau cũng không chừng nó sẽ xảy ra những cái vấn đề không tốt cho cái sức khỏe. Cho nên hả, là trước khi mà mình ăn á, là cái gì mình cũng phải biết ơn, mình phải thực thi cái lòng biết ơn, là mình phải nghĩ về trước đó những cái người đã làm ra những cái thức ăn đó cho mình. Mình phải cảm thấy biết ơn. Hãy nghĩ về những lúc thật sự đói, phải chăng lúc ấy bạn không thể suy nghĩ làm gì bình thường, cơ thể yếu ớt, bạn sẽ bắt đầu run rẩy, đầu óc rối bời và cảm xúc nặng nề. Tất cả những điều này xảy ra khi bạn bị quá bữa chỉ vài tiếng đồng hồ thôi. Bạn cần có thức ăn mới có thể có sống, mới có sự sống, suy nghĩ và cảm thấy tốt đẹp được. Vậy nên bạn thật sự cần phải cảm ơn thức ăn. Để cảm nhận lòng biết ơn nhiều hơn với thức ăn, hãy dành thời gian nghĩ về tất cả những người đã góp phần tạo ra món bạn đang ăn. Nếu là rau xanh hay trái cây thì là người nông dân đã phải trồng và chăm sóc chúng, thường xuyên tưới nước bảo vệ chúng trong suốt nhiều tháng liền cho đến khi thu hoạch được. Sau đó còn có người thu hái, đóng góp, phân phối và những người vận chuyển đã lái một quãng đường dài suốt cả ngày lẫn đêm. Tất cả họ phải làm việc rất nhịp nhàng để đảm bảo bạn có được rau xanh và trái cây tươi trong suốt cả năm. Đó, như nãy Lý nói, trước khi mình ăn là mình phải suy nghĩ về cái hành động, là trước khi mà mình có được cái bữa ăn này là bao nhiêu người phải bỏ công bỏ sức ra, người ta trồng, người ta chăm sóc, rồi người ta tưới tẩm, rồi người ta bảo vệ sâu bọ đồ nữa tới cho mình ăn. Vậy mình phải nghĩ, mình phải biết ơn những cái người đã làm ra nó. Hãy nghĩ về những người nuôi gia súc, người đánh bắt, nông dân nuôi bò, trồng cà phê hay trà, vịt và tất cả những công ty sản xuất thức ăn không ngừng nghỉ làm việc để tạo ra thức ăn cho chúng ta. Ngành công nghiệp thực phẩm của thế giới là một sự hòa hợp kỳ diệu diễn ra hàng ngày. Bạn sẽ không thể hiểu nổi mọi thứ diễn ra như thế nào khi nghĩ về số lượng khổng lồ những con người tham gia vào quá trình cung cấp thức ăn và nước uống cho các cửa hàng, nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, máy bay, trường học, bệnh viện và mọi ngôi nhà trên thế giới này ha. Thức ăn là một món quà, đó là món quà của tự nhiên đó. Thức ăn là một món quà mà là món quà của tự nhiên, bởi vì chúng ta sẽ không có gì để ăn nếu tự nhiên không có đất, không cung cấp đất đai dưỡng chất đó. Giống như nãy đầu tiên thì Lý cũng đã chia sẻ này, thức ăn là một món quà của vũ trụ này, mà gồm là trong cái rau đó thì nó cũng gồm có đất, là đất mới trồng được rau. Rồi có nước, phải có nước tưới, và có nhiệt độ, có không khí, có gió, nó mới tạo nên một cây rau được. Chứ nếu mà không có, vì trong một cây rau đó nó có cả vũ trụ ở trong đó. Bởi vì mình phải biết ơn, từ biết ơn vũ trụ, và mình biết ơn từ đất, nước, lửa, gió, tất cả mọi thứ. Và không có nước thì sẽ không có thức ăn, không có thực vật, động vật hay con người tồn tại. Chúng ta dùng nước để nấu nướng, trồng trọt, làm vườn, tắm rửa nè, hỗ trợ ngành y tế nè, xây dựng cầu đường, sản xuất quần áo và bất kỳ sản phẩm tiêu dùng và gia dụng nào trên thế giới này. Nó tạo ra nhựa, thủy tinh, kim loại, tạo ra các loại thuốc chữa bệnh và giúp cho cơ thể duy trì sự sống. Nước là một dòng nước vô cùng quý giá trên thế giới này. Nếu trên thế giới này có phép màu thì phép màu ấy tồn tại trong nước. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn các bạn đã vào và đã follow Lý ha. Chúng ta sẽ ra sao nếu không có thức ăn và nước? Đơn giản là không thể tồn tại. Chúng cũng không có người thân hay bạn bè nào trên thế giới này có thể tồn tại nếu như không có nước, không có nước, không có thức ăn. Chính xác ha cả nhà ha. Quá tuyệt vời. Nhưng mà nước, bởi vì phép Lý được uống miếng nước.
Nhưng thật sự là chúng ta đang hiện diện đây trên hành tinh xinh đẹp này, sống với những thử thách và niềm vui tột cùng tại đây, nhờ vào món quà của tự nhiên là thức ăn và nước. Việc nói từ đơn giản và kỳ diệu là cảm ơn trước khi ăn hoặc uống, là hành động công nhận và thể hiện lòng biết ơn đối với sự kỳ diệu của thức ăn và nước. Điều tuyệt diệu nhất đó là khi biết ơn thức ăn và nước thì nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, nó còn tác động đến nguồn khung của thế giới. Nếu có nhiều người cảm thấy biết ơn thức ăn và nước thì chúng ta sẽ được giúp đỡ những người đang đói và rất cần thức ăn theo quy luật của hấp dẫn và theo quy luật và phản lực của Newton. Thì khi có nhiều lòng biết ơn luôn sinh ra một phản hồi nhiều tương đương như thế, và phản hồi này có thể là cải thiện tình trạng thiếu nước, thức ăn cho mọi người trên thế giới. Thêm vào đó, lòng biết ơn đối với thức ăn và nước sẽ duy trì phép màu trong cuộc sống của bạn, và nó cũng là sợi chỉ vàng dẫn lối bạn đến những điều trân trọng, yêu thương và mơ ước. Thời xưa con người tin rằng khi cảm ơn thức ăn và nước uống với lòng biết ơn thật sự thì điều này sẽ thanh lọc những món ăn hay nước uống ấy. Đó, thấy không? Bây giờ mình không cần người xưa nói, bây giờ các nhà nghiên cứu khoa học đó, là trước đây á, là thầy mình cũng không biết đâu, thì mình trước đây mình học luật nhân quả thì mình nghe mấy thầy như thầy Trí Huệ đó, thì thầy cũng thường hay nói về cái sức khỏe, nói về cái cách chăm sóc sức khỏe cho nó tốt mà thiên nhiên, không có dùng thuốc. Thầy nghiêng về bên đông y á, thầy chỉ là sáng á, khi mà mình thức dậy, mình thức dậy là mình uống một cái ly nước, có thể là khoảng 200 ml nước hoặc là 300 ml, tùy theo cái cơ thể của mình, tùy theo cái cân nặng của mình. Để làm chi? Để nó làm sạch cái đường ruột của mình buổi sáng. Vì trước khi và mình thức dậy là mình uống nha cả nhà, mình uống nước trước khi mà mình súc miệng mình vệ sinh cá nhân, trước khi mà mình vệ sinh răng luôn đó. Vì trong cái khoảng thời gian mình ngủ là những cái vi khuẩn, là phải nói là vi khuẩn là rất là có lợi đó, nó trong cái khoang miệng của mình. Cho nên là sáng đó, khi mình thức dậy là mình uống một ly nước là để làm sạch và giúp ngăn ngừa nhiều cái bệnh tật nữa cả nhà. Và hãy nhớ, khi mà mình bưng nước lên mình uống thì mình hãy nhớ lại, mình biết ơn, mình cảm ơn nước trước khi mình uống, thì sẽ giúp cho mình hả uống vào thì sẽ được, như con người mình sẽ được thanh lọc hết những cái gì mà không tốt, nó sẽ thanh lọc ra ngoài. Nè, đây cũng nói nè, từ đó sẽ thay đổi cấu trúc năng lượng. Bạn, nếu bạn tập trung vào lòng biết ơn, tập trung lòng biết ơn vào thức ăn và nước uống của mình, thì từ đó sẽ thay đổi cấu trúc năng lượng và thanh lọc, và nhờ thế mọi thứ bạn ăn và bạn uống vào cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn. Một trong những cách để thực thi lập tức phép màu của lòng biết ơn với thức ăn và nước đó là sự tận hưởng những gì bạn đang ăn và uống. Khi thưởng thức món ăn hay nước uống, bạn sẽ trân trọng chúng và cảm thấy biết ơn. Lần tiếp theo khi ăn hay uống, hãy thử nghiệm lúc nếm, hãy tập trung vào hương vị, hãy tập trung vào cái hương vị ăn hay uống trong miệng trước khi nuốt. Bạn sẽ nhận ra rằng khi bạn tập trung vào thức ăn hay nước uống trong miệng và thưởng thức nó, hương vị của chúng sẽ trở nên ngon hơn nhiều. Khi không tập trung thì mọi thứ giảm đi thấy rõ. Chính là năng lượng của sự tập trung và lòng biết ơn đã ngay lập tức gia tăng hương vị. Hôm nay trước khi bạn ăn hoặc uống, dù là chính hay là ăn chín hay là ăn vặt hay là ăn trái cây hay uống nước, kể cả nước, hãy dành thời gian nhìn vào món ấy và nói to trong tâm trí từ nhiệm màu cảm ơn. Và nếu bạn có thể, hãy nếm chúng và thật sự tận hưởng cái hương vị đó. Điều này không chỉ giúp gia tăng cảm quan mùi vị mà còn giúp bạn cảm thấy biết ơn hơn nhiều. Bạn cũng có thể làm theo phương pháp của tôi để cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Khi nói từ nhiệm màu, tôi vẫy tay, các ngón tay phía trên món thức ăn và nước uống có thể như đang rắc bụi phép thuật lên chúng. Và mình có thể mình nhìn và mình vẫy mấy ngón tay, mình rắc bụi phép thuật là giống như mình nói là ly nước này sẽ giúp cho tôi uống vào, sẽ giúp cho tôi thanh lọc được cơ thể, giúp cho tôi được mát mẻ trong người đó. Mình và mình nói từ cảm ơn, nó rắc bụi phép màu đó, bụi phép thuật đó cả nhà. Em chưa có học tới cái bài đó ha, mình chưa có học tới cái bài đó, nhưng mà trong đây thì mình sẽ học tới, từ từ mình sẽ học tới ha cả nhà.
Hành động này giúp tôi thật sự cảm thấy rằng lòng biết ơn là một loại gia vị nhiệm màu và tôi muốn thêm vào nó mọi thứ mình ăn hay uống. Nếu cần, bạn có thể tưởng tượng mình đang cầm một lọ rắc bụi phép thuật trên tay và rắc chúng lên thức ăn trước khi ăn cũng như rắc vào mọi loại đồ uống khác. Nếu trong ngày có những thời điểm bạn quên nói từ nhiệm màu cảm ơn trước khi ăn hoặc uống, thì ngay khi nhớ ra bạn hãy nhắm mắt lại, nhớ về lúc bạn quên nói. Hình dung ra bản thân mình đang ở cái thời điểm trước khi ăn hoặc uống, sau đó nói từ nhiệm màu. Nếu quên cảm ơn thức ăn và nước uống nhiều lần trong ngày, thì hãy lặp lại phương pháp này trong ngày mai. Bạn không được bỏ sót ngày nào trong hành trình xây dựng lòng biết ơn, vì ước mơ của bạn phụ thuộc vào hành trình này. Việc biết ơn những điều đơn giản trong cuộc sống như thức ăn và nước uống là một trong những biểu hiện sâu sắc của lòng biết ơn. Và khi đó có thể cảm nhận lòng biết ơn sâu sắc đến thế, bạn sẽ thấy được phép màu. À, là hết. Hết cái nhà cái bài nói về gia vị nhiệm màu. Là khi mà mình bất kỳ là mình ăn hay là mình uống hay là mình chạm vào cái vật gì đi chăng nữa, mình cũng nói lời biết ơn trước, thì cái lòng biết ơn của mình nó sẽ càng ngày càng lớn. Giống như là cái lòng cái cây biết ơn của mình á, thì nó nhỏ. Mình chưa biết thì nó không có. Khi mà biết á thì nó bắt đầu nó nhú lên. Thì cái nhà càng nói càng nhiều, biết ơn càng nhiều thì nó sẽ càng lớn lên, nó sẽ càng lớn, nó sẽ càng lớn dần. Và mình mỗi ngày mình tưới tẩm vô thì nó sẽ càng lớn, và cái cây biết ơn đó nó càng lớn bao nhiêu thì mình sẽ thu hút được nhiều niềm vui, hạnh phúc và những điều tích cực trong cuộc sống. Nói về sức khỏe thì mình sẽ được khỏe hơn, càng ngày mình sẽ được càng khỏe hơn. Vì hả Lý hả là ứng dụng về sức khỏe rất là nhiều ha cả nhà. Ứng dụng về sức khỏe rất nhiều. Khi mà bị giống như cái cổ Lý nè, hồi trưa tự nhiên nó ngứa kinh khủng. Hồi trưa là quay cái video là thấy luôn nó mẩn đỏ lên, nhưng mà Lý không có làm gì hết. Lý chỉ để tay vào đây nói cảm ơn và nói là tôi yêu bạn thôi. Nói là tôi yêu bạn. Bạn rất là đẹp, rất là tuyệt vời, mình chỉ nói vậy thôi. Và mình nói cảm ơn. Khi cái lòng biết ơn của mình nó nâng lên, nó cao lên, nó to lớn ra, thì mình sẽ thu hút mọi cái điều tích cực đến với cuộc sống của mình luôn. Thì mình làm việc gì nó cũng dễ thành công hết cả nhà. Giống như là mình nghĩ có khi là mình thấy là nó giống như là hồi chiều này cũng vậy. Khi mà Lý đi công việc á thì trời chuyển đen hết trơn. Nói trong đầu nếu mà mình quên đeo áo mưa đi. Nói là nếu mà mưa chắc thường là mưa mình hay là bị bệnh cũng hơi là không có được khỏe đó. Cái mình nói trong đầu nha, mình nói mình về tới nhà mới mưa, mình về kịp, mình nghĩ là như vậy. Và mình nói cảm ơn chiếc xe để giúp cho tôi đi đường an toàn, thông thoáng nè. Cảm ơn cái đường xá nó bằng phẳng nè, và bầu trời quang mây tạnh để mình về tới nhà. Thật sự luôn, mình về tới nhà, mình vào nhà thì mình vừa chạy vào tới nhà thì bắt đầu trời mưa. Đấy nha. Rất là vi diệu luôn, rất là mình phải nói là rất là tuyệt vời đó, hết tuyệt vời luôn đó nhà ơi. Rồi mình ứng dụng mỗi ngày thì mình sẽ thấy, mỗi ngày mà nó sẽ thấy, mình sẽ thấy được cái phép màu á. Như là mình ha, ứng dụng về cái tiền thì mình sẽ thấy tiền của mình nó đến dễ dàng hơn. Ngày nào mà mình ha là mình cảm thấy mình biết ơn tiền, mình yêu mến tiền á, thì mình nghĩ tới tiền thì sẽ có tiền. Đó là mình phải thực hành cái lòng biết ơn nha. Nếu mà biết nói về tiền á thì mình phải biết ơn mỗi ngày. Và khi mà mình có cái tờ giấy hôm bữa mình qua cái ngày đó rồi, tiền bạc nhiệm màu đó, thì mình có cái tờ đó là tôi cảm ơn tất cả các khoản tiền đã đến với tôi, và mình bỏ trong ví á. Khi nào mà mình đi đâu cũng vậy, khi mà mình móc cái ví ra, mình móc cái ví tiền của mình ra, mình trả tiền cho người ta, thì mình hãy nói cảm ơn trước. Mình nói là cảm ơn tất cả các khoản tiền đã đến với tôi trong cuộc đời này. Cảm ơn. Và mình nói là số tiền này á, đi làm nhiệm vụ và quay về với tôi nha. Là y như rằng là chiều sẽ có một khoản tiền không nhiều, nó không nhiều, nhưng mà nó có quay về với mình đó cả nhà. Cả nhà ứng dụng, cả nhà hãy ứng dụng cái này ha. Rất là đơn giản luôn. Và hãy nhớ follow Lý nha. Follow Lý để mỗi ngày Lý lên live, Lý chia sẻ những cái bí kíp này cho cả nhà. Cái nhà mình ứng dụng
để mà mình thấy cái cuộc sống của mình hả là tràn ngập những phép màu, tràn ngập những cái điều vi diệu luôn. Đó, hôm nay á, là chúng ta nói về gia vị nhiệm màu, là chúng ta phải nhớ là trước khi bưng ly nước uống, trước khi ăn cơm, hoặc là trước khi ăn một tô bún, thì chúng ta hãy nhớ là nói lời cảm ơn trước khi mình ăn mình uống ha ha cả nhà, để gia tăng cái lòng biết ơn của mình. Thì khi mà cái lòng biết ơn của mình mà nó càng ngày nó càng to lớn, thì mình không mình mình sẽ gặp những cái vấn đề là nó những cái vấn đề là nó những cái vấn đề tích cực không à, những cái điều tốt nó cứ đến với mình thôi, chứ nó không có còn những cái vấn đề mà rắc rối này kia ha. Đó là mình nuôi dưỡng cái lòng biết ơn sau cái hành trình 28 ngày này. Cả nhà đồng hành, nếu mà cả nhà mà đồng hành với Lý á, trong cái hành trình 28 ngày này á, thì cả nhà sẽ thấy phép màu trong cái cuộc sống này ha. Rồi tới đây Lý cũng xin xuống like ha, tới đây cũng hết cái bài của ngày hôm nay rồi. Lý xin chào tạm biệt cả nhà ha, và ngày mai thì là ngày chủ nhật thì Lý không có like, và từ thứ hai đến thứ bảy, nhưng mà tuần tuần sau á, chắc thứ ba với thứ tư là Lý không có like được, tại phải đi 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 về quê mình có đám nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, và ai vào xem thì hãy nhớ follow Lý ha, và để ngày mai Lý lên like á, để mọi người để TikTok nó thông báo cho mọi người ha. Cảm ơn cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại nha.